tính em quét giùm anh tấm kia nhá, cho anh quay cờ xin biết ta. Tấm này nè, tấm này đẹp nè. Nên em mình sẽ quay tấm này tấm cuối cho anh em xem nha. Chứ 10 cái bàn thì rất là tốn thời gian. Chào anh em, mình là Duy Đường Duy, chủ sập gỗ Ân Gia. Thì hôm nay bên mình có quét lót một cái lô bàn gỗ gõ 98. Dạ, cái dòng gỗ đây là dòng gỗ trung bình thôi anh em, cho nên giá nó rất là mềm. Nhưng mà cái gỗ của nó thì cũng mềm luôn anh em, nhưng mà ngược lại thì nó có lại có cái tính ổn định cao. Đấy, thì hàng sang xịn mình thì có thể không tới, nhưng mà là cái hàng đây xài rất là êm anh em. Anh em xài không phải lo gì cả. Sẵn anh em đã quét lót thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Anh em cùng xem ạ. Cảm ơn anh em trước. Nên em đây là lô bàn gỗ gõ sau khi bên mình tẩy ra, và sáng nay mình sẽ quét lót. Quét lót cái lô bàn gỗ gõ này. Rất là nhiều cái bàn đẹp ở trong đây anh em ạ. Đấy, đây là mấy lô bàn gỗ gõ bên mình đã được tẩy rồi nha anh em. Tẩy cho nó sáng gỗ. Đây, quét lót để bảo vệ gỗ và để nó thấm cái mặt cái nút sơn lót xuống gỗ, làm cho gỗ nó có được liên kết hơn, được mà bảo vệ gỗ và làm cho cái mặt gỗ đẹp hơn em ạ. Đây là bước đầu tiên sau khi chà, sau khi chà ra cho nên là phải quét lót tay anh em, quét lót tay để cho nó thấm được nhiều cái sơn lót xuống dưới bề mặt. Nhưng nếu mà mình phun thì nó rất là lâu, mặc dù nó đều nhưng mà là nó không thấm được nhiều như là cái quét lót. Nghe hơi chóa. Do được tẩy ra cho nên là văn nó sẽ bị nhạt bớt, anh em phải chờ thời gian thì văn nó sẽ lại nổi lên lại. Chờ thời gian văng nổi lên lại nha anh em. Do cái nền ở đây nè, mình đang làm ngoài trời chưa có điều kiện dựng xưởng thì cái màu xanh này nó phả xuống đây nên anh em nhìn nó cũng hơi bị xanh xanh đó anh em ạ. Và nhìn thực tế thì nó hơi vàng vàng chút, chứ không phải nó chặt nhạt như vậy. Cái bàn tròn này cũng như không lỗi, không lỗi cả, hầu như là không lỗi. Có cái có vòng xoay, có cái có vòng thẳng anh em. Cái bàn này chắc là đẹp nhất trong lô này. Từ nay có người thì thích chơi vòng thẳng, có người thì chơi vòng núi. Đây. Cũng vừa mua mấy cái gỗ khác thì tuy mình rất lót, cái giai đoạn mà nó rung á, lúc mà lót nó chìm rồi mình rung lại mình đi chém lần nữa, mình rất lót lên thì nó đẹp hơn, nó sướng hơn là sau khi tẩy ra như vậy nè. Cái bàn thứ hai, bàn này khá là đẹp rồi.
đây chỉ là mới là sâu thứ 7, tại để nó đẩy cái nhựa cây lên làm sáng mặt cổ. Và đây là quét lóc tay thì là nước đầu tiên, thêm nữa là phải quét lóc tay để cho nó thấm cái sơn xuống bảo vệ cái mặt cổ được tốt hơn. Rồi chơi mới lâu dài, chơi mới tìm tồn được đều. Và đương nhiên đây là phải trải qua 4 lần nhám nữa anh em. Nhám thô mình đi rồi mình sẽ đi dần dần, mình đi nhám điện dần dần càng ngày càng điện hơn. Bên mình đang xả giác của mấy cái tấm này nè, đang xả giác, giác rất là dài luôn nè, để anh em chơi cho đi yên tâm. Đấy, anh em thấy không, miếng gỗ rất là dài, xả giác để anh em chơi cho đi yên tâm. Đấy, như tấm kia sau khi xuống nó thấm rồi nên nhìn thấy cái bề mặt nó đẹp hơn. Tắm kia cha rồi hả em? Ý là tắm kia giờ quét lót được rồi hả? Ờ. Cái tắm mà phút chốt á. À nam chốt à. À. Video hơi dài, mình sẽ lựa ra tắm đẹp để anh em quét lót anh em xem nha. Đợi mà quét hết 10 tấm này anh em xem thì hơi bị lâu. Anh em đáng lại nha, mình sẽ quay cho anh em xem lại cái mặt bàn sau khi nó thấm sơn lót cho anh em xem. Sau khi thấm sơn lót sẽ đẹp hơn lúc đầu mà mình vừa mới quét lót anh em ạ. Tính em quét giùm anh tắm kia nhá, cho anh quay cờ tính tiếp coi. Tắm này nè, tấm này đẹp nè. Đây anh em, mình sẽ quay tấm này tấm cuối cho anh em xem nha. Chứ 10 cái bàn thì rất là tốn thời gian, tốn thời gian của anh em ạ.
Và đây 21 phần thì cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Mình giới thiệu lại luôn là bên mình chỉ làm gỗ nguyên khối nha anh em, không làm hàng hộp. Và sẽ công khai mọi lỗi lầm cho anh em, những cái nào nó có lỗi mình sẽ báo lỗi, không lỗi mình sẽ báo không lỗi, để anh em yên tâm sử dụng và biết được cái giá trị của tấm gỗ mà mình đang sở hữu, hoặc là mình sẽ sở hữu. Hoàn toàn không báo láo đâu anh em yên tâm ạ. Anh em đã làm với thuộc gỗ nhà rồi thì chắc là tự biết rồi. Mặt bàn tròn nó cũng có lỗi và không lỗi nha anh em. Nhưng mà không lỗi đâu. Có thể mặt tiền nó đẹp nhưng mà mặt dưới nó lỗi. Lỗi thì có lỗi đắp keo và lỗi vá. Bữa nào mình sẽ làm một cái video về lỗi đắp keo và lỗi vá cho anh em hiểu cái nào là đắp keo, cái nào là vá, để anh em hiểu được vấn đề cái nào nó giá trị hơn. Cái bàn đây mà mình đánh giá rất là đẹp, cái bàn gỗ ngõ đây. Anh em ráng xíu mình sẽ quay cho anh em xem cảnh lúc anh em bên mình sẽ giác nha anh em. Sẽ giác của một tấm sập. Ví dụ như tấm gỗ đây đi, gỗ rất là đẹp. Và anh em thấy chỗ trên rắn là giác không? Bên mình sẽ giác tinh lõi mặt chơi cho anh em xem. Đấy, đây là khúc giác mà anh em mình vừa mới bỏ xong anh em ạ. Thì không phải là ngoài lề thôi nha anh em. Anh em ráng nán lại xíu rồi mình sẽ quay cho anh em xem lại với cái bàn tròn, cái bàn tròn mà anh em đang quét lót. Đấy, đã bắt sẵn cái đường một đây rồi anh em ạ. Xong rồi anh em, mình xin phép chỉ quay một cảnh đây thôi nha. Vì chủ đề chính của cái video này vẫn là quét lót với cái bàn tròn.
giờ mình phải đợi ở đây. Hết xăng hả? Hết xăng rồi em ạ. Khá tiếc. Và nếu mà theo trình tự mình kéo xuống kia, mình phải giữ đầu đây, phải có một người đứng giữ cái đầu đây, hoặc là kê gỗ lên để giữ cái đầu gỗ đây. Bởi vì là lúc đó mình kéo xuống kia nó mắc liên kết gỗ thì cái đầu này nó sẽ cụp xuống, mà mình không giữ thì nó sẽ xé cái gỗ ra. Nên em sẽ xé cái gỗ ra cho mình giữ cái đầu đây, chuẩn bị thì mình sẽ giữ cái đầu đây cho anh em xem. Nếu không là nó sẽ xé cái gỗ, nó không có thẳng được cái gỗ. Đây là xăng, đây là động cơ 2 thì em ạ, xăng pha nhớt. Theo một cái tiền này chắc định, còn cái nhớt đây là để cho nó bôi trơn cái lưỡi cưa thôi. Nó bôi trơn cái lưỡi cưa này, anh em thấy ở phía trên này nó còn miếng nhớt nè, để làm trơn lưỡi cưa. Còn xăng pha nhớt là nó làm trơn cái bộ máy nổ thôi. Tiếp tục rồi. Đây, đúng rồi. Đây, giữ như vậy đây. Wow, ok. Rất là sâu cái giác. Còn lõi không anh em thấy không? Ok, mình xin quay lại cái tấm bèo sau khi tấm gỗ sau khi quét lót cho anh em xem và mình kết thúc video anh em nha. Ở cuối video có phần gửi vài video để anh em xem á, cuối video có vài video gửi cho anh em xem á. Anh em có nhiều video thú vị lắm, anh em hãy xem tiếp tục cho tôi nhé. Mình sẽ cố gắng một ngày quay một video gì đó hay ho cho anh em xem. Ok, cảm ơn em ạ. Cảm ơn em đã theo dõi cái video dài này. Chúc anh em sức khỏe và bình an anh em nhé, và sự thành công. Xin chào anh em ạ.